Chiều ngày 13 tháng 7, Quân khu 5 tổ chức sơ kết 6 năm thực hiện luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, giai đoạn 2016-2021 bằng hình thức trực tuyến. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Quốc Hương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì cùng các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị công an, quân đội đóng quân trên địa bàn cùng tham dự. Qua 6 năm thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, 11 tỉnh thành quân khu 5 đã tổ chức đăng ký quản lý chặt chẽ số lượng công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các địa phương đã tổ chức tuyển chọn theo quy định, thực hiện tốt 3 cử, 4 công khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, nên tỷ lệ thanh niên khám tuyển hàng năm đạt hơn 99%. Trong 6 năm đã tổ chức giao hơn 117.000 công dân cho các đơn vị của Bộ, quân khu và địa phương, trong đó có 75 công dân nữ. Công tác hậu phương quân đội thực hiện chu đáo. Các đại biểu đã tham gia thảo luận, nêu lên một số vướng mắc hạn chế trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đề xuất sửa đổi bổ sung một số nội dung văn bản dưới luật về xử phạt các trường hợp thanh niên cố tình trốn tránh thực hiện luật nghĩa vụ quân sự để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân trong thời gian đến.